Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Trong Block Food cũng có một thứ còn đáng sợ hơn cả việc bị 2v1, đó chính là hack. Mình biết là có khá nhiều bạn ở đây tò mò là hack trong Lockfood liệu nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên thì các bạn cũng không muốn lên Google tải hack về và khiến cho máy mình nhiễm virus. Thì đừng lo, mình sẽ làm điều này cho các bạn. Mình sẽ đột nhập vào thế giới ngầm của những anh hacker lõ. Và đầu tiên chúng ta sẽ có Twitter của admin Rip Indra bắt gặp anh bạn này in 4K. Và anh bạn này của chúng ta đó chính là admin Uzot đang auto farm ở trong server. Và như các bạn thấy ở đây, người tên Nick chính là admin Uzot của chúng ta. Và yeah, anh ấy đang auto farm 3 trên đầu con quái. Wow, và các bạn biết do admin thì thường thường họ sẽ có thể sử dụng lệnh để lấy tất cả mọi thứ cũng như là mát battery luôn. Tuy nhiên thì Uzot lại đi hack. Có khi nào là admin đang muốn trải nghiệm một ngày làm hacker không? Yeah, và đây chính xác là những gì các bạn phải đối mặt nếu như mà bị admin phát hiện đang hack. I got called cheating by explosion. Nếu như các bạn từng hack trong Lockfood thì admin biết hết đó, nhưng mà admin muốn ban hay không thôi. Đây thì nếu như mà admin đã muốn ban các bạn rồi thì các bạn sẽ có 3 lựa chọn, đó chính là Botulware, Aspeno và Thai. Cuối cùng là Nevermind. Thì mình nghĩ 3 dòng này chắc hẳn là cái gì đó ý nghĩa lắm. Nhưng mặc dù nó có nghĩa gì nữa thì nếu như bạn bị phát hiện hack, chắc chắn một điều là các bạn sẽ bị reset level hoặc thậm chí là ban vĩnh viễn luôn. Và đây chính là cách mà admin đi tìm kiếm những hacker lõ. Đó, admin sẽ đi join vào những server thường và phát hiện hacker. Thanh niên này bay trước mặt admin luôn các bạn ơi, liều vậy. Nếu như admin bắt gặp được bạn hack thì là nếu như các bạn bị máy quét là đang hack á thì các bạn chỉ bị reset level thôi. Tuy nhiên nếu bị admin bắt gặp thì các bạn sẽ bị ban vĩnh viễn luôn. Điều này cũng xứng đáng với mấy hacker lõ ha. Nhưng mà các bạn có để ý mấy cái số này là gì không? Hình như là cái ID của hacker hay sao á. BV bạn nhập sai cái dòng số đó và ban nhầm người vô tội. Chuyện này đúng là đáng buồn đó nha. Các bạn thử tưởng tượng admin nhập nhầm một số thôi và các bạn bị ban ơi. Cài vãi trưởng. Ok, và nếu như các bạn vẫn còn đang tò mò thì cùng nhau đến với top 5 những bản hack bá đạo nhất trong Lockfood mọi thời đại nha. Top 5 Dangerous Lockfood Hack. Top 5 Auto Farm. What the. Cái này mặc dù mình thấy nó khá là nhiều lần rồi, nhưng mà các bạn biết gì không? Chữ mẹ mày béo bên đây. Bạn này có phải là fan mình không ta? Nếu như các bạn không biết thì mình có một cái áo để tên là mẹ mày béo luôn á. Mình nghi là bạn này là fan lắm nha. Ok, thì mình đã đi tìm một số clip về cái auto farm này cho các bạn xem. Let's go. Thì đầu tiên nó sẽ cho các bạn một cái bảng như thế này. Sau đó thì các bạn chỉ cần bấm nút và nó sẽ tự bay vòng vòng đi nhặt gương. What the hell. Quay, mình chưa biết có chuyện này xảy ra luôn nha. Cái này có thật sự hoạt động như vậy không vậy? Bạn nhìn số tiền nó lên kìa. Mặc dù mình không muốn hack nhưng mà nhìn cái này sao thấy thích thích á. Nhưng mà các bạn nên nhớ, nếu hack là chúng ta sẽ bị ban nạt đó. Và đến với top 4, mưa chát quỷ. Thì đúng như tên gọi, cái hack này nó sẽ tạo cơn mưa chát quỷ. Trong game các bạn đều sẽ là chát quỷ luôn. Và đương nhiên nó sẽ có những chát quỷ các bạn mơ ước nữa, những chát quỷ mythical. What the hell, nhưng mà nó lắc hả? Mình thấy cũng hơi lắc á. Đúng rồi, quá nhiều chát quỷ nên nó hơi lắc đúng không? Ui, có chát kilo nữa kìa, các bạn thấy không vậy? Thì ra cái này là cái bản hack cũ các bạn ơi, không biết bây giờ nó còn không ta. Mình cũng mình cũng không muốn hack vậy đâu nha. Bạn nhớ là bị ban đó. Nhưng mà nhìn chát quỷ này, ui store luôn hả? Ăn chát quỷ luôn, ăn đi, ăn thử coi. Ui store được luôn, chát quỷ store đúng không? Mình thấy có nhầm không vậy? Nè, cái này không có thiệt đâu các bạn ơi, đừng nha, đừng nên thử. Ok, và tiếp theo đó chính là một cái hack mưa chát quỷ nữa. Mình sẽ cho các bạn xem nhiều hơn nha. Nhưng mà cái này nó sẽ sử dụng lệnh của admin chứ không còn là sử dụng hack nữa. 100.000 chát quỷ. What, lắc lắm á nha. 10.000. Ủa sao hồi còn có 1.000 vậy? Nhưng mà dù sao nó cũng rất là nhiều nha. Ủa sao toàn là khó vuông không vậy? Đừng nói mình là. Thì ra cái video này đã tồn tại được 2 năm rồi các bạn ơi. Vậy là mấy cái hack mưa chát quỷ này toàn ở phiên bản cũ không á ta? Mấy cái model của Blockfoot update trước không nè. Và thậm chí là quay bằng bandicam nữa. Ok, và đến với hạng 3, đó chính là Food X-ray. Cho phép nhìn xe, wow. Cho phép tìm chát quỷ mà không cần Food Notifier luôn. What the hell, vậy là các bạn không cần phải tốn 2k4 robot hả? Cái này mình chưa từng nghe tới luôn nha. Ok, mình có tìm được một số clip về cái Food Notifier này, các bạn xem thử nha. Ồ, thấy được flower luôn hả? Ê, mình có nên tải cái này về để kiểu đi thức tỉnh tộc ngon hơn không? À, thôi mà đùa, các bạn đừng có gửi clip này cho admin nha. Finally found Food, tìm thấy chát quỷ nè. Nhưng mà sao nó không có để tên nó chát quỷ ha? Nhìn kỳ kỳ vậy. Nó tê bê tới chát quỷ luôn hả? Ê, mà bị lụm rồi. Hacker và cái kết các bạn ơi. Tính ra hack cũng đâu thể nào mà gọi là 100% lụm được chát quỷ đúng không? Wow. Chát spring. các bạn biết gì không? Vậy là nếu như các bạn hack á, thì cái tỷ lệ lụm được chát quỷ xịn á, nó sẽ giảm đi rất là nhiều luôn. Các bạn thấy không? Toàn lụm được chát quỷ cùi cùi không à. Nè các bạn xem chát quỷ này nha. Mình đoán lại là chát spring nữa. Hai chát spring liên tục cho các bạn xem. Mình đoán khá chắc chắn là chát lò xo luôn. 400m, 300m. Đây, để xem là trái gì các bạn ơi. What?
Nè bro, trái Phonic hả? Coi như mình chưa nói gì đi, có ai đâu. Và đến với một phiên bản xịn hơn của cái bản hồi nãy, đó chính là nó có thể dịch chuyển các bạn lại trái quỷ luôn, chứ không cần phải bay tới bay lui nữa. Tuy nhiên thì vẫn như cũ nha, toàn nhặt được mấy trái quỷ lỏ lỏ không à. Đây rồi, hai trái quỷ không lụm được, nhất quá tao đúng không? Và trái này, trái đắt, hacker lỏ đã store được trái quỷ các bạn ơi. Mình cũng mừng thay cho nấy nha. Ủa, gì hai trái quỷ mọc trên cây, ba trái quỷ mọc trên cây luôn. Các bạn hãy nói với mình là trái quỷ mọc trên cây không có thiệt đi. Clip này là dàn dựng đúng không? Như các bạn thấy đó, mặc dù hack á nhưng mà nó không có tăng nhân phẩm các bạn lên nha. Nhặt nãy giờ toàn trái quỷ lỏ không à. Và đến với hạng 2 đó chính là hack bay, sẽ cho phép hacker bay cao và nhanh. Thì mình không biết tại sao cái hack bay lại đứng hạng thứ hai nữa, nhưng mà nếu như các bạn không biết thì 60% trái quỷ trong Lockfoot của chúng ta đều có khả năng bay nha. Nên mình cảm thấy cái hack này không nên xếp hạng 2 thì đúng hơn á. Tại vì hầu như trái nào cũng có thể bay mà, kể cả trên lớp đi chăng nữa thì bơi còn được, nó nói gì bay. Rồi đến với hạng nhất đó chính là Emboss. Này là sao đây? What? Không bao giờ hụt luôn hả? Cái camera nó sẽ đi theo đối phương và không bao giờ hụt luôn. Mình nghĩ là cái hack này thật sự bá đạo nha các bạn. Nếu đi săn bounty mà gặp hacker kiểu này, mình nghĩ sẽ rất là cay cú á. Thì đây chính là một cái clip mà thanh niên này sử dụng hack auto aim, các bạn thấy không? Nó sẽ di chuyển màn hình theo người chơi luôn nè. Khá là bá đạo luôn á. Mình nghĩ cái hack này đáng bị ban đó các bạn, chứ mấy cái kia mình thấy còn bình thường nha. Chứ cái này what the hell, coi kìa. Nó tự động aim cho người chơi khác luôn, có nghĩa là các bạn xài chiêu sẽ không bao giờ hụt nha. Đó, các bạn không? Chỉ cần bấm chiêu thôi nó sẽ tự dính đối phương luôn. Mặc dù ở đối phương sky nữa thì các bạn vẫn có thể em rất là tốt. Đó kìa, ảo vãi. Nè, mình nghĩ là cái hack này quá mạnh đấy các bạn ơi, không thể bị đánh bại luôn á chứ. Ủa, hack mà chết hả? Và thậm chí là bạn này còn cầu xin reset ở đấy là bounty nữa các bạn ơi. Mình nghĩ là hack mà nói mấy câu này được thì không còn gì để bình luận về video này nha các bạn. Không điểm PVP. Ok, mình tìm được anh bạn này có vẻ uy tín hơn thanh niên hồi nãy nè. Cái này mới gọi là auto aim đó các bạn thấy không? Cái màn hình nó xoay điên vãi. What the hell? Ôi, các bạn thấy gì không vậy? Khi các bạn mới tiêu diệt đối thủ xong thì màn hình nó sẽ tự động quay sang người kế tiếp luôn. Cái này thật sự là bá đạo nè. Ui, nó em dính vãi, các bạn thấy không? Nó em ngay cái đầu con rồng luôn kìa. Nó chọn nó hữu ít máu nhất. Hay ta, tính ra cái này thông minh đó các bạn. Hack Lockfoot càng ngày càng khiến mình thấy nó đáng sợ nha. Nếu như mình có được cái này á, mình nghĩ có thể cân 2, cân 3 là dễ dàng luôn nha. Nhưng mà quan trọng là mình chỉ nghĩ thôi chứ mình chưa có tải nha các bạn. Thì vẫn như đầu video mình nói đó, nếu như mà bạn nghĩ đến việc xài hack thì các bạn phải nghĩ đến việc bị ban. Và thậm chí là cái hack này còn kêu các bạn là sử dụng tay để chơi. Có nghĩa là trước giờ tụi mình chơi bằng chân hả ta? Không lẽ nào hacker họ không chơi bằng tay mà là chơi bằng... Nhưng mà như mình đã nói đó, thì hack nó có rất là nhiều cái mặt trái nó. Các bạn hãy xem video này nha. Một đám hacker sẽ bù vô thế này. Và các bạn có thể gọi là farm bounty free luôn. Một chiêu thôi mà 54.000 dam. Ui, what the... Ui, cái pha này phải luôn 100k bounty. Cảm giác là thật sự thỏa mãn nha các bạn. Thì nãy giờ chúng ta đã xem được những mấy hack bá đạo nhất trong Lockfoot. Tuy nhiên, liệu các bạn có thắc mắc ai mới chính là hacker số 1 trong Lockfoot chưa? Thì đây, trên channel của Gamer Robot mình đã tìm được video top 3 strongest Lockfoot hacker. Ok, cùng nhau xem 3 hacker bá đạo nhất trong Lockfoot là ai nha. Aldile là ai vậy? Nghe tên lạ quá. 2019 level cap bypass. Ồ, là phá vỡ giới hạn level hả? Năm 2019 mà level 3014. Cách đây 5 năm mà level của hacker này còn cao hơn mình hiện tại nữa hả? Mình nghĩ chuyện này không hợp lý xíu nữa cả. Đúng là hacker top 3 Lockfoot mà. Để coi top 2 có thể làm được gì dữ hơn nữa nha. Foot 10, Foot Dub, và đã được thuê sau đó để bảo vệ game. Ồ, là hacker này á đã tạo một cái Dub Foot, có nghĩa là nhân đôi trái quỷ lên á. Và sau khi tạo cái hack này, admin đã mời hacker này về làm cho mình luôn. Wow, nghe có vẻ khá là ngon ha. Một công đôi việc, các bạn vừa hack được trái quỷ mà còn vừa được mời về làm admin game nữa. Top 1 là Lucky Master hả? Cái hack này mới năm trước rồi đúng không? Chuẩn luôn, 2023. Thì hacker này đã tấn công hệ thống của game và đăng những cái thông báo gì đó tầm bậy tầm bạ, như là gotta be crazy, loop and now never say noob again. Thì đó chính là tất cả những bản hack và hacker bá đạo nhất trong Lockfoot. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay và hút thì nhớ để lại cho mình một like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye.